Xin chào tất cả các bác nha. Thắng đang có mặt tại nhà em Mỹ. Thắng đây. Xong Thắng về Hà Giang. Ông ấy đến là đóng cửa. Bây giờ lại có mẹ ở nhà. Đâu em Mỹ đâu? Trốn à? À. Mình ngồi đi, lấy ghế ngồi đi. Nói chuyện tí xong là để anh còn đi về Hà Giang. Tí nữa anh về xong là chắc là khoảng hôm qua anh trai anh có điện không? Hả? Có à? À nói chuyện rồi. Nói chuyện rồi gì? Thế anh trai anh có bảo lên đây không? Hả? Mấy hôm nữa đỡ đỡ thì lên à? À. À anh ấy bị cái cây nó rơi vào đây. Nên là nó hơi xước tí. Sợ lên ra mắt em lại không đẹp trai. Nên là anh ấy 2-3 hôm nữa anh về xong là anh ấy cùng anh lên. Nhất trí gì? Là lên đây gì? Hả? Nhất trí để anh đưa anh ấy lên. Lên chơi. Lên chơi với gia đình được gì? Hả? Suy nghĩ nhiều quá thôi. Không biết nói gì. Không, cái này thì không cần phải suy nghĩ nhiều. Cái này thì lên đây thì cho mọi cho anh ấy ở nói chuyện nó hợp thì ấy thôi. Chứ không phải là ép buộc gì cả. Đấy. Nói chung là lên đây để chơi thôi. Lên chơi mới cả em là được gì, cho lên chơi cùng gì. Chứ còn lên thì vẫn còn phải tìm hiểu nhau mà, đúng không? Cái này ai có duyên, có ai có thể nào mà bảo là phải cưới, phải lấy gì đâu. Nhưng mà năm nay thì em có lấy được chồng không? 24 tuổi nếu mà lấy thì vẫn được chứ nhỉ? Được, vẫn được. Hạ, sinh năm 2001 à? 2001 thì làm gì được 24 tuổi nhỉ? 2001 năm nay 23 tuổi. Cả tuổi mụ là 24. Bác trưởng thôn nói hộ chút là ở đây thì tất nhiên thì là anh em thì là đấy là anh con bác gái của nhà cháu. Đấy, có người cũng hỏi xong rồi bảo là đấy là anh con nhà bác gái. Có nghĩa là mẹ của anh là chị gái của mẹ cháu. Thế và anh ấy thì cũng rất là mong muốn là lên đây để tìm hiểu em Mỹ, rồi là gặp em Mỹ. Cũng em Mỹ thì thực ra thì điều kiện bây giờ gia đình ở đây thì bố mất rồi, xong mà chỉ còn mẹ thôi, mà bây giờ đang ở với anh trai đúng không? Anh trai mới cả chị dâu. Nhưng mà nếu mà được đi về dưới kia quê cháu thì ở dưới đấy nó điều kiện nó cũng rất là tốt. Cuộc sống thì nó không khó khăn, không thiếu nước như ở đây, điện đóm thì nó thoải mái. Rồi đồ đạc, rồi là gia đình thì con cũng là thương yêu nhau, rồi là bố mẹ ông bà ở dưới đấy cũng hiền lành. Đấy, nên là nếu mà mình mà nhất trí về dưới đấy làm dâu thì cuộc sống nó thay đổi tốt. Vâng, thay đổi nhiều hơn. Đấy. Cho tới tiền già tôi rõ thảo gì mà nha tàu là tàu
thảo dưới tàu ấy nhỉ. Được. Ta mà người già gió thì mà gió thông gì mà gió thảo từ thì do ông có một quân đồ à nhiệt ti mà có mùng trà mình chỉ mua chỉ do chờ chờ phải bẻ đi á chỉ á chỉ mua tàu này che túi dòng tàu này cho nên tủ lạnh cũng trong nhà của bao bao nâu ấy bao nâu bao cứ này mà gió đi mà rồi chỉ chờ chờ thì chỉ phải bẻ đi mà nó chỉ dòng hay thế nên cho thì vô quá thì đấy cũng được mà đúng rồi nó độc ý nhưng mà chuồn chuồn thấy người như thế nào chuồn lên trên này thấy người như thế nào lên như thế nào đồng ý rồi nhưng mà vâng đồng ý đi về dưới làm dâu nhưng mà còn chưa biết là mặt mũi của anh cha chú là như thế nào có nghĩa là chưa biết đúng không đợi tí cho xem qua mặt nhé tí nữa anh cho xem mặt đẹp chị. Nhưng mà đã có kết bạn Facebook chưa có Facebook không em có Facebook không có được rồi thế để tí nữa bảo anh ấy vào kết bạn Facebook anh ấy cũng có Facebook mà nếu mà cái cuộc sống ấy mà đi về dưới đấy em cũng nhất trí về đấy làm dâu đúng không nên là nhưng mà anh cũng nói luôn là khoảng tầm độ 3 ngày nữa thì anh sẽ chở anh ấy lên đây đấy chở anh ở đây sẽ 2-3 hôm nếu mà em đồng ý thì đi về dưới quê anh chơi 2-3 hôm dưới đấy vâng thì thăm để biết nhà dưới đấy đấy biết quê ở dưới đấy xem cuộc sống ở dưới đấy nó có phù hợp với mình không và ông bác trưởng thôn xem là ở dưới đấy họ có hiền lành không có ấy không thì nó rất là đơn giản đấy và về đấy thì nhà là cũng có một mình là anh là con trai nên là cái điều kiện mà để sinh hoạt những thứ rồi là nó đầy đủ vâng ở dưới đấy thì đầy đủ nhà cửa rồi đất đai ruộng vườn cũng vẫn có ruộng vườn thì rộng lắm chè làm chè đơn giản lắm không cuộc sống nó không làm trên núi đá rồi là nước nôi thiếu tắm rửa cũng không có nhà tắm nhà nước vệ sinh cũng đi lại nó bất tiện đấy nhưng bình thường thì người Mông ấy thì cháu hỏi chú trưởng thôn chút nếu mà như anh trai cháu bây giờ lên đây thì có cần đã phải đi theo cô gì chú bác gì chưa hay là chỉ cần mình anh ấy lên chỉ cần mình một người buôn lên thôi một người như cháu đưa lên là được gì cũng cần đâu hả cái này cũng cần đâu chú vì bên đây là như kiểu lên tìm hiểu như ở quê chú như quê chú là gọi là dạm ngõ đấy nhưng mà vẫn phải mang rượu mang gì đến chứ không à nhưng mà thế ở đây thì anh hỏi mỉ riêng tư một chút thế đến đây thì anh trai anh ngủ chỗ này được gì hả có chỗ ngủ được không buổi tối có giường được à theo người Mông là rượu chè thì không mang cũng được vâng tốt nhất là mà là mối kiểu mua tả cua cho nó mua cho gia đình mua bánh kẹo đấy. Vâng chầu cau thì có phải mang không hả chưa ăn hỏi thì không cần thế ở nhưng mà như anh hỏi lại một chút với những người Mông ấy thì chẳng hạn bây giờ nhá nếu mà gia đình ấy thì khi đưa về mà đồng ý nhất trí rồi thì mới nói đến chuyện là thách cưới bao nhiêu tiền à hay như nào thách cưới đấy là không cần phải có hai bên gia đình như kiểu bên gia đình chú là cử ra hai người để vào đây nói chuyện cùng gia đình nhà gái đây ha các cử ra hai người để bốn người cử chú nói được không chú nói được gì nhưng mà thì phía gia đình phải có người là nói được tiếng phổ thông chứ đúng rồi đúng không vâng nói xong là mới nếu mà như đội chú lên thì làm còn dễ làm việc hơn như đội bọn cháu mà lấy nhau ấy thì cử ra đi ấy thì còn phải bắt bẻ nhau rồi uống rượu rồi ấy nhiều cái ấy. Như chú là vào làm việc được gì vâng như chú là vào là mình vào thế thì hôm chẳng hạn như hôm này lên thì cầm bánh kẹo lên rồi xong quần áo lên ở đây 2-3 ngày cùng với cả gia đình được vâng khi mà hai bên nhất trí trong đấy thì cử hai người cùng cháu lên thì phải bà cái đi là phải đi đủ đôi đi đôi là như nào đi đôi là như là hai người đi nói chuyện là hai người đấy là phải đi cùng nhau có nghĩa là chú với một người nữa
Vâng. Là phải đi chú vào... không phải một mình chú đâu, là phải thêm một người nữa à? Vâng. Tối nay phải đi bốn người. Bốn người nữa. Nếu mà đi không, đi là chú rể này mới là ai nữa? Chú đi cùng nhau lên. Đúng đúng rồi. À. Có nghĩa là chú một trai một gái. À, nếu mà như chú là phải thêm cả vợ chú đi nữa. Đúng rồi, phải đủ đôi. À. Đủ đôi thì thế còn như, bây giờ như là như bên chú là chỉ cần hai người con trai cũng được không? À, hả? Hai người con hay trai. Là như người Mông là bắt buộc phải một nam một nữ à? Nhưng mà hai con trai thì cái lúc vào đây nói chuyện với lại với bà thông gia rồi bên nhà gái là sẽ có một trai một gái. À. Thì sẽ không tiện nói chuyện. À, rồi rồi, ok. Thế thì được rồi, thế thì như này thì cũng sơ qua như vậy. Thế là chỉ cần là hôm nay lên thì chơi với gia đình bánh kẹo, xong là mua thịt mua nước về đây ăn cơm cùng gia đình thôi, đúng không? Vâng. Uống rượu thì anh ấy không biết uống. Vâng. Đấy, chắc là không sao đúng không? Không sao mà. Vâng, uống rượu thì bây giờ mình còn nên giảm uống rượu chứ, đúng không? Chứ anh này là không uống rượu. Mỉ có uống rượu không? Không. À, đấy, Mỉ là không uống rượu. Mỉ này cao đấy, Mỉ này cao ráo mà. Vâng. Cao, em Mỉ cao mét bao nhiêu? Em chưa đo. Nhưng khoảng mét hơn mét 6 đấy nhỉ? Chắc tầm đấy. Mét 62 đấy nhỉ? Tổ ở cao mét mấy? 1m 62. 62 à? Vâng. À, thế thì là Mỉ này cũng rất là cao và chắc chắn. Cân nặng thì chắc cũng biết nhỉ? Lùng. Lùng hơn 50 kg. À, thế là được. Tuyệt vời. Là khoảng chỉ chắc chỉ khoảng vài hôm nữa thôi thì gọi em thắng được rồi. Anh trai của thắng ấy thì là nói chuyện thì cũng không nói nhiều đâu, nhưng mà bình thường thôi. Nhưng mà anh ấy được học hành những thứ đàng hoàng lắm. Vâng, và cũng ngoan đấy. Là vâng, nhưng mà kiểu là đôi khi là đi lên đến đây vùng này cũng chưa biết gì ấy. Đấy, vùng đến như cháu thì đến nó thoải mái rồi, nói chuyện quen rồi. Đấy, nhưng mà anh ấy thì đến chắc vùng chưa quen thì có thể 2-3 hôm ở đây thì sẽ quen. Đấy, đi làm nương cùng Mỹ nhờ. Đi làm ngô, hai anh em đi làm ngô. Nhà em làm ngô xong hết rồi chứ? Chưa. Chưa xong à? Thế bao giờ làm tiếp? Chưa. Khoảng mấy hôm nữa. À, thế thì chờ anh ấy lên xong đi làm luôn nhỉ? Xem anh ấy có biết làm không? Cho anh đi bốc phân. Chở phân. Nhưng mà cháu hỏi chút nữa là khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Khi mà ấy. Khi mà đặt tiền lễ. Trong Mỹ thì bao nhiêu? Với gia đình em ấy. Hả? Cứ yêu nhau thì cũng không cần quan trọng lắm đâu đúng không? À, chắc khoảng khoảng bao nhiêu? Như ở đây thì tục lệ thường này, thì bao nhiêu? Cái này thì phải hỏi bác gái. Thế à? Vâng, đấy là phải tùy đến bố mẹ. Bố mẹ. Thế à? Đấy, em ấy là không quyết định được. Thế à? Vâng, do bố mẹ mới anh trai à? Vâng. Thế bây giờ thử hỏi qua thử xem là có đồng ý không? Nếu mà ấy thì Mỹ đồng ý rồi, thì về dưới kia rồi. Ừ. Anh kia thì đẹp trai, cao to, đấy. Nhanh nhẹn, lại được về quê Mỹ Bằng làm dâu. Về dưới đấy thì nước nôi các thứ rồi đồ đạc đảm bảo lắm, sạch sẽ đầy đủ, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Thôi được rồi, cái đấy thì thôi không hỏi nhỉ. Sau nếu mà anh em nhất trí các thứ thì để cho cháu hỏi sau. Có thể nếu mà về phía ở bên dưới kia mà không họ chưa biết ấy, thì cháu sẽ báo lại cho họ. Đấy. Còn về cái vấn đề mà lên đây cũng để thông báo cho bác trưởng thôn. Tại vì hôm nay sao cháu phải gọi bác trưởng thôn lên đây là tại vì khi có người lạ vào mới cả thôn. Nhưng mà tất nhiên là có cháu nữa, cháu vẫn ở đây, cháu đưa vào thì cho họ làm quen. Đấy, chiều sáng cháu thả vào đây, chiều cháu lại lên đấy, kiểm tra tình hình. Đấy, xong tối nếu mà anh ấy thích ngủ ở đây thì anh ở đây cùng với cả gia đình đấy, để biết được cuộc sống. Tại vì có nếu tất cả khi mà đã cưới nhau thì đều phải chấp nhận hết đấy, đều phải vượt qua, phải thấu hiểu được cái cuộc sống ở đây. Không anh ấy lại bảo là úi tôi lên đây nó là cuộc sống như này, nhưng mà phải ở, phải để biết được. Đấy, sau này Mỹ nó còn cũng phải muốn về nhà ngoại nhà nghiếc chơi thì cũng đưa về một hai buổi chơi nữa chứ, đúng không? À, Tết nhất rồi là
những ngày ấy thì đôi khi cũng phải về nhà chơi vài hôm đấy, nhưng mà về dưới kia chắc là nhiều lúc sướng quá, lại cuộc sống nó khác, lại không thích về quê nữa thì sao? Dạ. Yeah. Sợ về quê lại không ở được nhà ngoại. Như vậy, vợ cháu bây giờ vào nhà ngoại vào lúc là lại ra không, thế à? Không ở đâu được. Không thích ở ở nữa. Vâng. Ờ. Vào cái lại ra luôn. Vâng. Ờ. Thế thì vợ cháu là lại trọng trọng bên nội. Lo cho con đấy. À, con đông con đúng không? Nhỏ, không đi được lâu. Em Mỹ này là đợt trước là trước Tết là em đi làm đúng không? Đi làm công ty. Đi làm công ty. Đi làm được mấy năm? Em đợt tất đi được làm xuống dưới kia được mấy năm? Không, trước thì em đi làm Bắc Ninh, nhưng mà xong thì năm ngoái em làm huyện. Làm ngoài huyện đấy? Vâng. Làm gì ngoài huyện? Không, bán quần áo. Bán quần áo ra. À. Thế bây giờ còn thế biết đi chợ này là giỏi đấy. À. Đi đi bán quần áo à? Đi bán hộ cô. À, đi bán hộ cô. Nói chung là đi chợ đi trước là biết biết đi chợ. À, nhà bác này thì nhiều đồ để đi chợ lắm. À, bác này thì nhà bác có nhiều cái thứ để mang đi bán, toàn là đồ mang đi chợ thôi. À, nên là nhanh nhẹn cái là ngay sát nhà cháu ấy, cái nhà trắng trắng bố mẹ cháu đang ở đấy, và có thổ đất là làm cho cái nhà ra đấy nữa thì buôn bán thì nhanh nhách luôn. Ừ, được. Thôi anh nhỉ? Thế nhá, chào Mỹ nhá. Thế là khoảng tầm độ 4 ngày nữa. 4 5 ngày nữa thì sẽ cùng anh ấy lên nhá. Anh bây giờ anh đi về Hà Giang cái xong là chờ anh ấy lên đến Hà Giang thì anh đón xong là anh sẽ lại quay ngược lại đây. Hoãn cái chuyến xuyên Việt lại. Thế ngày mai thì Thắng có chuyến về Hà Giang, bây giờ Thắng phải về Hà Giang rồi. Và Thắng sẽ thông báo cái cuộc mà khi mà nếu trở lại đây thì Thắng sẽ phải hoãn. Còn nếu mà cái mối nhân duyên mà nó anh ấy mà không lên được thì sẽ thông báo lại cho Mỹ sau. Đấy. Còn nếu mà anh nhất trí anh lên, Thắng cũng quay chia sẻ hết đây rồi. Một em gái cao 1m62 bằng tủa ấy, còn cao hơn tủa ấy. Còn 1m63 ấy, tủa còn thấp hơn đấy. À, thế thì khoảng em đi giày đúng không? Em kia đi dép bệt. Thế là ngang nhau mà, giày của cháu cũng thấp mà. Thế là cũng khoảng tầm độ 1m61, 1m62 đúng không? Thế là tuyệt vời rồi. Thế là bây giờ phải đi về á. Cái giường này thì chắc là nếu mà thế giường này bình thường ai nằm? Hả? Không ai nằm à? À. Như kiểu giường khách ấy. À, giường khách à? Ấy trời ơi, giường khách à? Thế mai về và phát là bảo anh đi mua luôn cái chiếu ấy nhỉ? Cái bộ chăn gối nữa. Hai cái gối nữa ra đây. Đây là bây giờ Thắng sẽ tạm biệt chị Mỹ. Đấy. Xong về á. Thế là tối hôm qua gọi điện có nói chuyện lâu không? Tí xong lại có khách thì anh ấy lại đi. Thế à? À, nói một tí là có khách à? Xong rồi lại đi. Là không nói được nữa à? Bây giờ Thắng sẽ di chuyển thôi. Thôi chào nhá. Đây là Thắng bây giờ sẽ di chuyển về đi Hà Giang. Các bác ạ, đấy, và gặp được chị dâu rồi. Cũng nhất trí về xuôi. Hôm nay thì bác trưởng thôn nói nữa rồi. Cùng rồi, phải không nhà bác trưởng thôn nhỉ? Nhất trí rồi đúng không? Nhất trí rồi. Hả? Đổ rồi đúng không? Đổ rồi. À, đấy, đổ rồi. Đồng ý đấy. Nhưng mà chưa thấy mặt thôi. À. Đồng ý nhưng mà chưa thấy mặt. Đồng ý rồi à? Nói đồng ý rồi à? Đồng ý về đấy làm dâu nhưng mà chưa thấy mặt. À, đồng ý rồi. Thế là cưới sớm rồi anh em ơi. Phan này tôi lại phải làm đám cưới cho ông anh xong rồi. Tôi mới đi mới đi được rồi. Mấy anh em xuống chưa? Xuống hết rồi sao nhỉ?
Đâu mấy anh em xuống hết rồi à? Hả? Còn ai đây không? À. Thôi chào gia đình nhá. À, mấy hôm nữa lại quay lại rồi, lại có tin vui ở đây rồi. Nên là chưa phải về đâu. À. Ăn. Ôi, đi đâu mà bây giờ mới ăn này? Đây à? À, hôm nay là thôn này lại cũng chuẩn bị có cỗ rồi đấy. nhất trí rồi. Nhờ anh công an viên gái là xem có mấy anh Trung Quốc nào hay là ấy vào đây tán chị dâu tôi là phải cho đi ra chỗ khác nhá. chờ tới 4 ngày nữa sẽ quay trở lại. Rồi xin phép nhá. 4 ngày nữa quay trở lại. Nên là yên tâm bà con là lại được gặp Nguyễn Tất Thắng đấy, có rất nhiều khả năng. Thôi chào nhá, mù chê á. Chiều nếu mà tạnh là anh em dỡ đấy à? Em đang bảo là nếu mà tỉnh em bảo anh em dỡ luôn. Ờ thế thì dỡ được thì dỡ luôn đi, dỡ luôn để triển khai cho chuyển vật liệu đi. Đúng rồi. Không dỡ, nếu mà chiều với mưa là chắc phải ngày mai. Vật liệu thứ cho tủa ới cho đổ được rồi. Vâng. Cát gạch để cho chở đi. Vâng. Chở gạch chở ghiếc đi. Đấy, tinh thần là như vậy nhá, đi nhà bác trưởng thôn vẫn ở đây chứ hay là xuống thế à? Vâng, chào nhá, chào tất cả mọi người. Rồi anh xuống đây. Tủa cũng ra luôn chứ. Dỡ cái máy này á? Tí nữa đi ra bằng cái gì? Thế à? Nên lúc nãy cháu cũng nghe thấy nói là nhất trí về Tuyên Quang à? Vâng ạ. Hả? Đồng ý về dưới làm dâu. Bảo đồng ý á? Nhưng mà chưa gặp được anh trai chú. Chưa gặp được. Như thế nào chưa biết. Thế à? Đang ngại cái phản ứng chắc gặp thôi. Là phê luôn. Đấy, hiểu không? Tối là lần đầu tiên nắm tay, anh không tin nắm tay. Ôi dồi ôi, hỏi được cho ông anh mà tôi lại cứ vui hằng hực này. Tôi còn phấn khởi hơn ông anh. Đấy là toàn cảnh khu vực này đây. Đấy. Quay đường đây để cho ông anh biết nhá. Đường vào, đấy. Đường bên này vào. Đấy. Bên nhà trên này. Đấy. À, trên này đây. Ông anh 4-5 hôm nữa lên được. Bây giờ Thắng cũng về nữa. Về là tối nay là ở Hạ Thành Quán, ngày mai Thắng đi Cao Bồ. Không biết rằng là cái ngày hội văn hóa trà đấy. Thế nên là Thắng chia sẻ những cái hình ảnh về trà đầu xuân. Các bác nào mà mua trà thì liên hệ qua kênh của Tất Thắng. Mua trà Sán Tuyết cổ thụ Hà Giang. Một trong những thương phẩm của Hà Giang rất nổi tiếng. Ngon. Các bác chờ đợi video tiếp theo nhá, xem nó như nào nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Đợt sau vào phát là phải đưa Mỹ Tủa, Mỹ Linh với cả các anh em đồng bọn vào. Sớm luôn. Nhưng mà thường thì là đưa về là đồng ý rồi đấy đúng không? Về đồng ý đi cùng đi xuống Tuyên Quang là để đi chơi là đồng ý rồi. Là lên hỏi luôn đấy. Vâng, lên hỏi là chỉ cần cho một người đi vào đấy thông báo trước cho gia đình ở nhà. Cho mày đi vào được không? Được. Thế à? Vâng. Đúng rồi, cầm thuốc lào đi thông báo à? Vâng, cầm thuốc lào đi vào thông báo. Phải một gói thuốc lào và xong là đưa cho mỗi người ít xong là xin chén rồi mới rót 2 chén rượu. Thế lúc đấy là không cần phải đưa em kia về đúng không? Cứ em đấy vẫn ở dưới đấy. Hỏi xong là đi xuống luôn thôi. Vâng. Cưới luôn à? Còn không thì cứ đi sau. Thế chết giờ ta phải bảo ông bác bá ra là chuẩn bị dạp những thứ thuê dạp thuê giếc thôi. Thế này thì nhanh quá nhỉ. Cưới vợ là cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Cứ cho đi xuống dưới xong mình chọn ngày đẹp xong rồi lên. Ừ. Lên xong là ăn hỏi xong là lại quay đầu đi xuống rồi. Ừ. Vâng. Được đấy. Được đấy. Em này cũng hiền lành ngoan ngoãn mà trên bản mà nhỉ. Vâng. Biết đi chợ thế là được đấy nhỉ. Buôn bán đi chợ thế là tuyệt vời luôn. Chết giờ ông bác, hai bác của nó lại phải đi chuẩn bị lợn những thứ thôi nhỉ. Yeah. Chuẩn bị lợn, chuẩn bị thiếp mời thứ dần là vừa.
vẫn là đang là cày. Cố cày để trồng vuông xong còn làm được nữa. Lần sau đi cùng, nếu ấy thì cũng phải có người con gái nữa đi cùng cho nó đỡ ngại. Đúng không? Người gái Mông ấy nhỉ? Đúng rồi. Phải không? Phải cùng như chú thì nếu mà chú vào để ăn hỏi ấy, thì phải có một như cô đi cùng. Hoặc là phải có đôi. Có nghĩa là vợ chồng. Vâng, phải vợ chồng. Không, hoặc không cần vợ chồng được nhưng mà phải một nam một nữ. Phải vợ chồng. Thế à? Vâng, thì để như kiểu là có cái ý nghĩa là sau này mình về thì mình cũng ở nên... Nên vợ nên chồng như kiểu người ta. Vâng. Ừ. Chứ còn có ông nào mà hai vợ có được không? Không được. À? Kỵ luôn. Kỵ luôn à? Vâng. À. Sợ về người không chung tình ông lại... Lại như ông đấy. Hoàng là hoàng như thế. Nhưng những người mà lấy vợ hai là người ta không nhờ đi nữa. Thế à? Vâng, và cặp đôi mà yêu nhau lấy nhau từ đầu thôi. À? Vâng, như cô chú là ok. Ừ. Vâng. Nếu mà đoàn nhà trai đến là chỉ đến được cái chỗ này thôi, đúng không? Vâng. Đi bộ lên một tí, đúng không? Đoàn nhà trai đến thì đến cái chỗ mà anh em Thắng để xe đây này. Đấy. Để đường lớn đây này. Đấy. Đấy, đến thì chỉ... dừng xe ở đây. Đấy. Đón dâu là phải đi bộ xuống một đoạn đúng không? Phải đi bộ lên. Ừ. Đấy, khu trung tâm thôn. Đấy. Trung tâm thôn đây. Quay cho bác bá biết. Điểm trường đây. Đấy. Trường đây, trung tâm đây. Chỗ này có một cái nhà nghỉ đây. Chào anh nhá. Vâng. Lâu quá không gặp. Vâng. Giờ ủng gái nhà xong à về nhà. Hà Giang ấy cho nó sớm ấy. Đồng ý rồi. Xong rồi. Đồng. Hả? Đồng ý là ấy rồi, đồng ý là về Tuyên Quang làm dâu rồi. Đó, à, đấy rồi. Ông ấy tán gái kinh không? Ôi trời ơi, người ta là tình yêu sét đánh. Tán gái chưa gặp mặt đã đồng ý rồi. Đồng ý rồi. Đấy. Đấy. Khiếp không? Đấy, nó phải như thế chứ nhỉ. Là đông người bà ngại. À. Là phải né ra ngoài để đúng rồi, tôi phải xua cái tay các anh đi nhưng mà không. Như thế là tốt đấy. Đúng rồi. À. Nhưng mà... không chậm là cũng nguy hiểm. Ai rửa cái ủng vắt nhỉ? Còn xịt được không? Hả?